Nếu như chúng ta sâu chuỗi lại các vụ việc từ vụ Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 cho đến các vụ trắng trợn cắt cáp tàu Bình Minh 1, Bình Minh 2, tàu Viking 2 của Việt Nam, rồi việc đơn phương cấm đánh bắt cá trên Biển Đông và những vụ gây hấn với hầu hết các quốc gia có tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông. Tất cả những hành động này, Trung Quốc đều dựa vào một cơ sở có tên là đường lưỡi bò. Nhiều người hay gọi đó là đường chín đoạn, nhưng mà thực ra cách gọi này cũng chưa thực sự chuẩn xác, bởi ngay cả Trung Quốc cũng không nhất quán trong cách tự mình vẽ ra đường đứt đoạn này. Lúc thì là 9, lúc là 11 và đến thời điểm này thì đang là 10 đoạn. Như một nhà bình luận quốc tế đã nhận xét, cái gọi là đường đứt đoạn này giống như một ai đó lấy một cái bút chì kẻ ra một đường đứt đoạn gần như là bao trùm toàn bộ Biển Đông, rồi sau đó tuyên bố đó là chủ quyền của mình. Với đường lưỡi bò, Trung Quốc không đưa ra bất cứ một lời giải thích, chứng cứ lịch sử và pháp lý nào, và nó cũng chưa bao giờ được thế giới công nhận. Trước khi đi vào phân tích bản chất của đường đứt đoạn này, chúng tôi xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn ba tấm bản đồ mà Trung Quốc gọi là đường biên giới quốc gia trên biển của họ. Chủ quyền quốc gia nhưng lại không nhất quán, không liên tục, và được họ lý giải là để chờ cho những điều chỉnh trong tương lai. Bản đồ đường đứt đoạn đầu tiên của Trung Quốc xuất hiện chính thức lần đầu tiên trên bản đồ các đảo trong biển Nam Trung Hoa, được Vụ Địa lý của Bộ Nội vụ Trung Quốc xuất bản vào năm 1947. Lúc này, nó có 11 đoạn không liền nhau như chúng ta thấy trên màn hình, và tất nhiên không hề có một tọa độ nào và một lời chú thích nào về việc tại sao lại vẽ như vậy. Bản đồ này chỉ tồn tại được 6 năm. Đến năm 1953, 11 đoạn này bị bỏ bớt đi 2 đoạn ở trong vịnh Bắc Bộ và chỉ còn 9 đoạn, cũng không một lời giải thích tại sao lại bỏ ra 2 đoạn này. Đây chính là tấm bản đồ đường 9 đoạn mà Trung Quốc đã đệ trình lên Liên Hợp Quốc vào ngày 7 tháng 5 năm 2009 và tự tuyên bố rằng nó được cộng đồng quốc tế thừa nhận rộng rãi. Tuy nhiên, có một điều hiển nhiên là cho đến tận ngày hôm nay, không hề có bất cứ một quốc gia nào thừa nhận cái đường đứt đoạn do Trung Quốc tự vẽ ra này. Chưa dừng lại ở đó, vào đầu năm 2013, cơ quan đo đạc bản đồ và thông tin địa chất quốc gia Trung Quốc đã công bố một bản đồ mới và tuyên bố rằng lần đầu tiên Trung Quốc đã thể hiện rõ các đảo ở Biển Đông trên tấm bản đồ này. Chỉ có điều lần này đường lưỡi bò của Trung Quốc lại thành 10 đoạn, và cũng như lần trước cũng không hề có một lời giải thích tại sao 9 đoạn lại trở thành 10 đoạn. Và trong phần bình luận tối nay của Đài Truyền hình Việt Nam, chúng tôi đã mời đến trường quay tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Phó Viện trưởng Viện Biển Đông, Học viện Ngoại giao. Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, tôi biết là ngay cả đối với Trung Quốc họ còn chưa nhất quán với cái lập luận của mình liên quan đến vấn đề chủ quyền ở trên Biển Đông, thì đối với các nhà học giả cũng rất khó để có thể lý giải là cơ sở pháp lý của họ ở đâu để mà có thể tuyên bố chủ quyền như vậy. Tuy nhiên, với những cái đường đứt đoạn mà ông nhìn thấy trên bản đồ, thì ông nghĩ rằng đâu là cái cơ sở pháp lý của họ? Quả đúng như vậy, là Trung Quốc thường nói cái cơ sở duy nhất mà khẳng định yêu sách đường lưỡi bò họ, đó là việc họ đã đưa cái đường lưỡi bò này ra từ năm 1947, mà lúc đó không ai phản đối, và trong suốt cả quá trình thì không ai phản đối. Tuy nhiên, chúng tôi phải khẳng định một điều rằng đúng như anh nói, khi mà Trung Quốc đưa ra cái con đường này thì họ không hề giải thích xem tọa độ của nó là cái gì, ý nghĩa của nó ra làm sao, và họ yêu sách cái gì ở trên cái con đường này. Và vì vậy cho nên thế giới người ta không thừa nhận, người ta cho rằng đây chỉ là một con đường rất là không chính thức, do một cái người tư nhân vẽ ra và không có một cái giá trị pháp lý nào cả. Và vì vậy đương nhiên người ta sẽ không có ý kiến phản đối. Và cho đến tận ngày nay thì Trung Quốc cũng chưa đưa ra được một cái lời giải thích nào một cách rõ ràng về cái con đường phi lý này. Trong công hàm mà người ta đệ trình lên Liên Hợp Quốc để công bố một cách chính thức cái con đường này, thì họ cũng đưa ra các cái khái niệm rất là mập mờ và không có trong luật pháp quốc tế. Ví dụ như là cái vùng nước kế cận hay là vùng nước có liên quan, đây là những cái khái niệm mà không ai hiểu nó là cái gì. Bản thân các học giả Trung Quốc cho đến nay người ta cũng không lý giải được con đường này nó là như nào, và ít nhất theo tôi được biết là có 4 cách giải thích khác nhau về con đường này, và trong đó không có cách giải thích nào là phù hợp với luật pháp quốc tế cả. Và nếu như chúng ta nhìn trên cái bản đồ đường đứt đoạn này, thì tôi nhận thấy ở những cái điểm gần nhất, ví dụ như là ở đây có lẽ là gần Quảng Nam, Đà Nẵng, thì nhiều người đánh giá là nó tiến sát tới đường bờ biển của Việt Nam, và thậm chí khoảng cách chỉ khoảng từ 50 cho đến 100 km. Và tương tự như vậy, nó tiến sát tới vùng bờ biển của Indonesia, Malaysia, Philippines và thậm chí cả Đài Loan. Vậy thì nếu như chúng ta hiểu theo cái công ước của luật biển năm 1982 thì nó phi lý ở điểm nào? Như tất cả mọi người cũng có thể nhìn thấy, một cái đường lưỡi bò mà có cái yêu sách chiếm đến hơn 80% cái diện tích của Biển Đông, thì chưa cần bàn đến cái việc nó có cơ sở pháp lý dựa trên công ước luật biển hay không, thì người ta đã thấy cái sự phi lý của nó. Bởi vì nó chiếm quá nhiều cái diện tích Biển Đông, hơn nữa nó lại đi vào sát bờ biển của các quốc gia khác, làm cho các quốc gia này, một số học giả người ta nói đùa rằng là nếu muốn đi bơi ở ngoài biển cũng phải xin phép Trung Quốc, nếu mà con đường này mà biến thành cái yêu sách thực sự của Trung Quốc. Điều đó cho thấy cái sự phi lý của cái yêu sách này. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ.
Thưa quý vị và các bạn, như đã trình bày thì cho đến thời điểm này vẫn chưa có bất kỳ một quốc gia nào công nhận cái gọi là đường đứt đoạn này, vì ngay cả Trung Quốc cũng chưa từng đưa ra được bất cứ lý giải nào cả về lịch sử và cơ sở pháp lý để bảo vệ cho tuyên bố của mình. Còn về phía các học giả và các nhà khoa học thì sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe ý kiến của một số nhà khoa học có uy tín trong lĩnh vực luật biển và quan hệ quốc tế về đường lưỡi bò mà Trung Quốc đã vạch ra trên Biển Đông. Những ý kiến này đã được ghi nhận tại nhiều diễn đàn khoa học về Biển Đông được tổ chức tại nhiều nơi trên thế giới. Theo luật quốc tế, đường chín đoạn không có một cơ sở thực sự nào cả. Hầu hết các chuyên gia luật quốc tế hoặc chuyên gia về biển đều tin rằng Trung Quốc không thể biện minh đường chín đoạn bằng bất cứ cách nào dưới ánh sáng của Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, đặc biệt là các quyền của các quốc gia ven biển đối với vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của mình. Tôi cho rằng đường chín đoạn không phù hợp với luật quốc tế. Không hiểu sao, ở Trung Quốc, họ nhìn bản đồ, sau đó lấy một cây bút chì và vẽ ra đường chín đoạn kiểu vật. Tôi nghĩ đó là ý chí của một số người. Họ cho rằng 80% diện tích của Biển Đông là của họ, và họ lấy bút chì vẽ ra đường chín đoạn rồi gọi đó là lãnh thổ của mình. Vấn đề là yêu sách chủ quyền với toàn bộ Biển Đông dựa trên đường chín đoạn hầu như không có giá trị pháp lý nào. Họ nói về chủ quyền không thể tranh cãi. Họ nói về quyền trong lịch sử cổ đại với Biển Đông. Họ chưa bao giờ giải thích nó là cái gì. Tôi có trao đổi với một vài học giả Trung Quốc thì họ nói Trung Quốc sẽ lấy lại Biển Đông. Nhưng mà trước đây họ đã có nó đâu mà đòi lấy lại. Xuất phát từ sự mập mờ của đường chín đoạn cũng như những vi phạm rõ ràng của đường này đối với luật pháp quốc tế, bao gồm cả luật điều ước và luật tập quán, tôi coi đường chín đoạn như một mối đe dọa đối với an ninh dầu mỏ của toàn khu vực châu Á nói chung. Những gì chúng ta nhìn thấy hiện tại đó là Trung Quốc đang mong muốn biến đường chín đoạn trở thành căn cứ pháp lý duy nhất đáp ứng được những lợi ích của mình, nhưng đồng thời cũng cho phép Trung Quốc bỏ qua luật pháp quốc tế. Đó rõ ràng không phải là cách thức để có được sự ổn định. Không chỉ các học giả thế giới, ngay cả các học giả Trung Quốc cũng không thể hiểu nổi dựa trên cơ sở nào mà chính phủ của họ tuyên bố chủ quyền ở đường đứt đoạn. Lúc này khi mà Trung Quốc ngày càng hành xử quyết đoán hơn với các nước tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông, thì mọi tiếng nói mang tính chất khoa học về đường lưỡi bò đều bị kiệt duyệt. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã ghi lại được những ý kiến sau đây của các học giả Trung Quốc tại hội thảo mang tên Tranh chấp Biển Đông, chủ quyền quốc gia và quy tắc quốc tế, được Viện Nghiên cứu Kinh tế Thiên Tắc và báo điện tử Sina.com tổ chức ngay tại Trung Quốc vào tháng 6 năm 2012. Tại hội thảo này, ông Lý Lệnh Hoa, Trung tâm Thông tin Hải dương Trung Quốc đã nêu rõ, từ xưa đến nay, trên thế giới không hề có đường biên giới trên bộ hay trên biển hư ảo. Đường chín đoạn trên Nam Hải là một đường hư ảo. Tiền nhân của chúng ta đã vạch ra đường chín đoạn mà không hề có kinh độ và vĩ độ cụ thể, cũng chẳng có căn cứ pháp lý. Ông Trương Thử Quang là Chủ tịch Hội đồng Học thuật Viện Nghiên cứu Kinh tế Thiên Tắc, giáo sư Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc cho rằng, nội hàm của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 là phân định bố cục lại vùng biển để mỗi quốc gia ven biển đều có thể có 200 hải lý, thuận tiện cho các nước khai thác, sử dụng và quản lý biển để toàn nhân loại đều hướng tới con đường cùng nhau giàu có. Đó cần là căn cứ cơ bản để chúng ta và các nước chung quanh giải quyết tranh chấp Nam Hải. Nước ta là quốc gia đã ký Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 thì chúng ta cần phải xử lý mọi việc theo tinh thần Công ước, tỏ cho thiên hạ thấy sự thành tín của mình. Giáo sư Thời Đoạn Hoàng thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc cho rằng toàn bộ Biển Đông thuộc về Trung Quốc ư? Gần đây, báo chí chúng ta cũng lập lờ về vấn đề này. Nếu nói toàn bộ Biển Đông là của Trung Quốc thì cả thế giới sẽ không chấp nhận đâu. Vâng, vừa rồi là những ý kiến của các học giả Trung Quốc. Một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Trung Sơn đã tham gia phần bình luận tối nay của Đài Truyền hình Việt Nam.